Này không các bạn, bạn nào qua mua xe thì inbox cho Hiền nha, Hiền sẽ giảm giá xe cho mình nha. Rồi. Hello Mỹ Motor, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì cũng tiếp tục như giới thiệu Huyền, đồng hành với Huyền nữa nè. Chào em ơi. Dạ, em xin chào anh nha. Em chào tất cả mọi người nha. Đã quay lại kênh của Thu Hiền nha. Hôm nay thì cho em hỏi cái nào, mình có, anh nghe nói là có dòng xe gì mới về cửa hàng mình nè. Dạ. Hôm nay bên cửa hàng có Hiền có Winner XV3 mới về á anh. V3. Dạ, đúng, đúng rồi, mà đang ở dưới kho chưa được hợp lên. Giá xe của nó cũng rất là chi là mềm mại nha. Giá xe của nó là 36 triệu á anh. Hiện tại là mình có cái màu gì anh? Bên em có màu đỏ này, màu đen này, nói chung nhiều màu lắm. Các bạn cứ inbox cho Hiền, Hiền sẽ gửi bằng màu cho mình nha. Xíu này em gửi ảnh cho anh nha. Tại vì bây giờ thợ đang ráp ở dưới kho chưa có đưa lên đây. Rồi, cái đó thì chi tiết thì mình quay chi tiết cho em đó thì mình đợi video sau hả em. Dạ dạ. Thì các bạn có nhu cầu quan tâm muốn mua xe của em thì mình liên hệ với em bằng cách nào? Dạ, cứ nhắn tin cho em qua số điện thoại là 0704838762. Số điện thoại của Thu Hiền có Zalo nha. Các bạn cứ đến cửa hàng hoặc là nhắn đọc bát là Thu Hiền sẽ được giảm giá từ 500 đến 1 triệu nha. Rồi, ok em. Dạ. Thì hôm nay tiếp tục như là cập nhật giá cho anh những dòng xe công tay đi em. Như là chẳng hạn bên như em là... thì có những cái xe Sonic này, cái màu này mới lên nè. Wow, màu này màu anh tím, thấy đẹp. Dạ đúng rồi, màu này gọi là màu tím tím đen trắng. Sonic màu này là màu mới lên luôn anh. Bấm này là bấm zin ngay. Giá xe đề xuất của bên em là 52 triệu anh. 39 thằng tài luôn. Dạ, anh chị các bạn mình. Bên em có lên mấy đồ kiểu cho khách nhé, ba gan chống đồ này. Lên này tính tiền không em? Có chứ. Năm mới thôi, tặng khách đi. Ok, anh nào đẹp trai tới mua ủng hộ Hiền thì đẹp, Hiền tặng luôn. Tặng luôn ha. Dạ, dạ, bên này là bên zin ngay. Tặng gì em? Tặng ba ga chứ tặng. Anh mới nói tặng ba ga. Bên em có lên cái chống trộm ở trong này luôn này anh. Cái này là giảm chính hãng có giảm, đúng rồi, có giảm cho mình 50% nha. Cái này có bảo hành 2 năm luôn anh. Có vấn đề gì qua bên Hiền đổi càng sang cái mới luôn chứ không phải sửa chữa gì hết nha. Đó, màu này là màu tím trắng đen. Trong cà vẹt thì sẽ đổi màu cho trắng tím đen hợp cà vẹt cho mình nha, yên tâm nha anh các bạn. Rồi bên đứng cạnh anh Phát đây là màu xanh này. Màu xanh xanh đen. Đấy, cái này cũng màu 3D anh. Giá cũng giống như con này thôi. Mình mua trước thì mình đưa trước cho Hiền từ 7 triệu trở lên là lấy xe về nha các bạn. 7 triệu lắm em. Dạ, 7 triệu là lấy xe về anh. Đứng cạnh anh đây là Sonic màu trắng đen. Con này là cùng con 3D luôn á anh. Màu này video trước là không có đâu, con này mới lên luôn á. Mới lên sàn luôn á anh. Ồ, quá đẹp luôn nè. Dạ, trắng tươi luôn, trắng ngọc trinh luôn các bạn ơi. Quá trắng luôn nè. Nếu các bạn nào mà muốn sơn cái mâm này màu trắng bên mình có làm luôn nha. Có luôn em. Dạ, có màu làm trắng luôn. Dạ. Wow. Giá sao em? Giá có thay đổi không? Giá xe này cũng 52 luôn nhưng mà mình muốn sơn cặp mâm này thì có 800 ngàn hai cái à? Ờ, một cặp là 800. Dạ đúng rồi. Màu sơn này bên em có bảo hành cho mình 1 năm á anh. Có vấn đề gì là bảo hành cho mình 1 năm luôn nha. Rồi. Dạ, cái màu này là màu hồng đen. Màu này rất là dễ thương. Nếu bạn nào mà đang yêu này kia mua này chở người yêu đi chơi á là vừa hợp màu cá tính mà cùng hợp với người yêu mình này. Đó, bên em cũng có đồ ít bảo vệ két nước để bảo vệ xe cho mình này. Rồi ba ga này. Rồi chống đồ này, cặp mâm này là mâm zin nha. Nó kết hợp với màu này rất là mâm zin luôn. Dạ đúng rồi, mâm zin. Màu hồng này thì các bạn nam á, các bạn nam mà đi cũng được nè. Mình nữ đi cũng được, đúng đi, rồi. Nữ nam mà đi cũng được mà dạ. Nam đi á thấy nó khác. Dạ đúng rồi, rất là ấn tượng. Có màu vàng đây nè anh. Tết này đó. Mình quất cái con màu vàng này giống như hoa mai vàng luôn đi, rất là, nói chung là nó không có chói lóa quá nhưng mà nó rất là nổi bật. Đấy. Màu này lên xe rất là đẹp. Bán giá luôn. em báo là mình có thay cái màu sơn rồi đúng không? Nói chung là xe Sonic á, màu đề xuất bên em là màu 3D là đồng giá là 52 triệu. Còn màu zin của nó là 50 triệu 500. Là xe nào cũng giống như xe nào, trừ trường hợp mình có lên chống trộm hoặc là chơi đồ kiểu thì thêm tiền thôi. Còn mình không chơi thì thôi, không có sao hết nha. Rồi. Dạ, đứng kế bên anh đây là xe này là xe Sachia. Sachia này là xe Sachia chính hàng này anh. Sachia chính hàng, còn này, con này là Sachia tư nhân.
Chính hàng thì bên em này nhập từ qua Suzuki anh. Nó có cái đèn này nó lòi ra này anh. Đó, còn chính hàng nó khác là nó không có cái đèn này. Nhưng mà các bạn nào mà thích chính hàng thì bên Hiền sẽ kết hợp được cái xi nhan này giống như bên này luôn. À, gọn như trong ha. Dạ, đơn gọn luôn. Còn xi nhan, quên, size chia này là size chia chính hàng này là giá từ 47 triệu đến 49 triệu 500 anh. Màu zin là 47 triệu, còn màu 3D là 49 triệu 500. Nó rẻ hơn màu tư nhân, nhưng mà chính hàng là được bảo hành toàn quốc á. Còn size chia tư nhân thì bảo hành tại cửa hàng thôi. Rồi. Giá của nó là từ màu zin của nó là 51 triệu anh. Còn màu 3D của nó là 53 triệu nhé. Màu nào cũng vậy nha anh. Rồi, ok. Cái này là màu zin của anh nó nha anh. Màu zin luôn. Dạ, màu xanh đen, trong cà phê là màu xanh đen nhưng mà người ta thường gọi là màu xanh xi măng á anh. Rồi. Dạ. Ở đây có màu này nữa màu nè, màu tím. Trắng tím đen này. Con này cũng giống như mấy con khác thôi, cũng là 53 triệu. Đây là tư nhân. Sao chia tư nhân nha anh. Rồi, đây có màu vàng luôn, màu tím titan luôn nè. Màu tím titan. Sao chia. Em màu mấy màu 3D này nó đồng loạt là đều 53 triệu anh. Còn màu zin của nó là 51 nha. Như cái con hồng này thì bên em có lên mấy kiểu đồ chơi này. Ốc này. Ốc đồng hồ này, bao tay thắng này. Rồi là mâm này cũng mâm kiểu anh, mâm này là mâm kiểu chứ không phải mâm zin nha. Mâm này là mâm chơi, mâm đồ lên á. Rồi. Cái này là tem của em, là bên này tơ tem sơn lên lúc mới tem dán nha, baga này. Đó. Cái con này rất chi là xinh xà. Đó, cái này sa chia nha chị các bạn, mình sa chia là có màu hồng luôn nè. Dạ. Và như là nãy mình coi là con Sonet nè, Sonet màu hồng nha. Đây sa chia màu xanh này. Xanh đây. Bạo này. Xanh đen, rất là đẹp. Đó. Nó rất là những cái bạn nào mà đi những cái xe này rất là chắc. Rider đâu em? Rider bên em còn chưa có lên hàng luôn đấy anh ơi. Rider hiện tại giá nhiêu em? Rider bên em hiện tại bây giờ là giá cũng từ 47 cho đến 49 triệu tùy màu anh. Màu zin của nó là 47 triệu, còn màu 3D là 49 triệu nha anh. Nói chung là tùy màu. Dạ. Rồi, tiếp theo giờ mình vào bên trong đi em. Dạ. Hiện tại bên đây những cái tay côn bên Hiền úp lên chưa có hết màu anh, tại vì ngày Tết bán nhiều quá đó. Các bạn nào mà thấy Hiền chưa có úp màu lên đây thì các bạn cứ nhắn tin cho Hiền, Hiền gửi bằng màu cho mình nha. Thấy là sao mà chống xe giữa thôi em. Bên em Tết bán mạnh quá anh ơi, giá rẻ quá. Người bán hết trơn rồi. Chống xe luôn rồi các bạn ơi. Nè, Vario đợt này nè, còn có máy chiếc luôn. Vario bên em còn nhiều lắm ở dưới kho nhưng mà chưa có ráp lên á. Ráp. Bên em bên cạnh nhà em đây là cái con màu vàng đen này. Vario này là 125. Giá đề xuất bên em là hiện tại bây giờ là 41 triệu 500 nha anh. Cặp mâm này là mâm đồ lên này. Mâm đồ này không phải mâm zin nha. Cái này là màu vàng đen. Đó. Bên em có úp sẵn một ý đồ chơi này, mua góp thì trả trước cho Hiền từ 4 triệu là hốt xe về rồi nha các bạn. Con này em nhắc lại là 125 là 50 em. Cái này là 125 anh. 125 với 150 nó không khác gì nhau hết, là chỉ khác cái chìa khóa này này. 125 là nó có chìa khóa này, còn 150 là chìa khóa cơ, chìa khóa thông minh á anh. Con này có giá nhiêu em? Giá 41 triệu 500 anh. 41 triệu 500 mua góp về trả trước cho Hiền từ 4 hoặc 5 triệu là hốt xe về luôn anh. Hốt nguyên con này về luôn. Hốt nguyên con thôi hả? Rồi, đẹp 150 nhiêu em? Cái này màu vàng mà Tết mình đi thì hợp với hoa màu vàng anh ha. 150 nhiêu em? Dạ. Cái con này là con màu cam này, con này màu xanh. Và con này, Hiền nói báo giá chung để xuất ra thì 150 giá bên Hiền á. Màu zin là từ 50 triệu 500 tới 50 triệu 500 là đồng loạt màu zin nha. Còn màu 3D là giá 52 triệu là màu sơn 3D. Tất cả các màu đều giá giống như nhau. Còn 125 là giá đề xuất bên Hiền là từ 40 triệu 500 đến 41 triệu của màu zin. Còn màu 3D là 41 triệu đến 42 triệu là màu sơn 3D này. Màu 3D, đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như mà mình lấy thêm cái màu clip này này, màu cam hoặc là màu trắng hoặc là màu xanh này anh, là thêm cho Hiền giá khác vào nha. Đấy. Cái mẫu này là thêm tiền hả em? Đúng rồi anh, cái màu nó là cái này là em nhập clip Thái anh, không phải là màu sơn đâu. Cái này sơn nên là nó sẽ bung tróc, tại vì cái này nhám nó không có bám vào anh. Còn cái này là bên em nhập riêng từ clip Thái về nó sẽ khác. Như còn, cái màu đen này là sao? Màu đen này là không có mất tiền anh, màu đen này là đi với xe luôn không có mất tiền, còn mình lấy những cái màu khác này là mất tiền đó anh. Đó. Bên Hiền còn rất nhiều màu nữa. Ủa cái màu bên đó nãy mình chưa quay luôn kìa. Ô, sa chia cái màu này đẹp nè. Màu xanh này mới ra đó anh. Giá xe em lúc này là nói sa chia tư nhân và sa chia chính hàng á. Nếu mà tư nhân thì 53 triệu, còn chính hàng thì
50 triệu nha anh. Chính hàng với size chia nó không khác nhau, chỉ khác cái đèn thôi. Bên em có tết hợp vào được nha. Rồi ok em, dạ. Tiếp theo đi em. Tiếp theo thì ở đây mình thấy là như là hẹt đi. Cho 55 đi em. Cho 55 hiện tại thì giá có lên xuống không Hiền? Đợt này giá xe có xuống anh, có xuống một ít. Bên đây. Đây. Giá như xe đầu này, tiên là màu này đi. Ed này là màu đồ nha anh. Màu này là màu tím đen. Trong cà vẹt là màu tím đen trắng nha. Con này hiện tại bên em đang đề xuất ra là chìa khóa cơ á, là bên em đề xuất ra là 43.500. Còn chìa khóa thường á là 43.500, còn chìa khóa thông minh á là 45.500 á anh. À, chẳng hạn như em này là chìa khóa thông minh nè, là 45 đúng, đúng không? 45.500 đúng rồi. Rồi. Còn cái này là chìa khóa thường này là 43.500 nè anh. Còn màu zin thì nó rẻ hơn đúng không? Đúng rồi. Màu zin thì 41.500 là chìa khóa thường, còn chìa khóa thông minh là 43.500 nha anh. Nói chung màu zin với sơn này nó chỉ có cách nhau 2 triệu thôi á. Còn mẫu này nếu mà các bạn mình muốn trả góp thì trả trước nhiêu em? Chìa khóa thông minh trả trước cho Hiền từ 5 triệu là hốt xe về anh. Còn chìa khóa thường này thì mình trả trước từ 4 triệu là hốt xe về nha. Còn màu zin? Màu zin với màu 3D cũng từng mất tiền thôi à. Nhưng đúng mà à. Mình trả trước từng mất tiền là nhưng mà màu zin thì nó rẻ hơn cái tiền mua thôi. Còn màu sơn thì nó mắc hơn 2 triệu so với màu zin. Này có những cái màu này rất là đẹp này. Đó. Này màu xanh này. Màu xanh này. Đó, các bạn nào mà có quan tâm đam mê mình muốn mua thì mình có cho anh Thủ mình liên hệ nha. Dạ. Qua số điện thoại. Anh màu xanh này, cặp mâm này là mâm đồ xuống mâm nhỏ cho mình này anh. Xuống lớp nhỏ luôn hả? Đúng rồi anh, xuống lớp nhỏ luôn á. Màu xanh xanh đen. Cái này là phuộc bên em kiểu đồ kiểu lên là chơi phuộc này. Đó, cái này là bên em đồ lên chơi hết á. Trong đồ này, rồi bà ga này. Cái này là tem bên em, là tem sơn lên chứ không phải tem dán nha anh. Tem sơn lên này. Ví dụ như mình đề trừ tên của mình hay là tên năm sinh của con cái hay là người yêu gì cũng được nha. Rồi. Như tên bị phát tên này hoặc là năm sinh của anh tên này cũng được lên. Dạ. Yeah. Dạ, bên em có làm luôn hết á. Rồi ok không? Dạ. Rồi đây anh thấy là phiên bản đặc biệt. Màu này là mới về này anh, phiên bản này là phiên bản không phiên bản giới hạn á anh. Giới hạn hả? Màu xanh xám. Đúng rồi, màu này của 02022 nha anh. Màu này là màu zin á. Màu này là phiên bản giới hạn, chỉ có chìa khóa thông minh thôi, chìa khóa thường là không có. Giá đề xuất bên em là 46.500 á anh. Cái này là cặp mâm này là mâm zin của nó luôn này anh. Đi đối với cái tem của nó màu xanh xanh này nè anh. Đó, mâm này là mâm zin nhà máy sản xuất trong cái mâm đồ nha. Cái này là màu tem của nó là màu ấy luôn á. Rất là liền xe luôn. Dạ đúng rồi. Cơ bản giới hạn thì giá nó cao nhất luôn đó chị các bạn mình ơi. Là bên em đề xuất ra là 46.500. Ừ. Mà mua trả góp thì trả trước cho em 5 triệu trở lên là được rồi nha. Đấy. Cái rồi, này là màu xanh. Trong luôn anh. Cái này là phiên bản giới hạn luôn này anh. Cái này là màu xanh, gọi là màu xanh rêu, màu xanh xanh xám. Cái này là cái phiên bản giới hạn 2022. Chỉ có cơ thôi nha các bạn. Màu này bên em bán đang rất là chạy luôn ấy. Giá đề xuất cũng giống như cái con này là 46.500 nha. Mua gói thì trả trước cho Hiền từ 5 triệu là hốt xe về luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo luôn em. Thông báo cho các bạn, cái này là con bán chạy nhất ở cửa hàng Hiền này. Con này gọi là con kỷ niệm 60 năm. Con này là con giá mắc tiền nhất trong các con ẹt. Con này là cặp mâm này là mâm zin của nó này. Phiên bản này là phiên bản kỷ niệm 60 năm. Giá đề xuất của Hiền bên Hiền á thì trước là rất cao nhưng bây giờ có xuống rồi, xuống tới 2 triệu lần. Bây giờ hiện tại giá của nó đề xuất ra là 47 triệu nha các bạn. Mình mua góp thì nói chung cũng đưa trước cho Hiền từ 5 đến 6 triệu là hốt xe về rồi nha. Cái này là của nó nhà máy sản xuất ra nha, không có dán đâu. Cái này có kỷ niệm 60 năm đây luôn nè. Wow, đẹp đó. Nha. Có logo này kia các kiểu của Yamaha, là người ta làm xanh vô đây chứ. Không phải là dán đâu nha, nhà máy sản xuất hết á. Cặp mâm zin này, đó, tem của nó dán rất là xịn sò đấy. Phối hợp rất là đẹp. Rồi, con okay. Này hiếm lắm anh, thỉnh thoảng mới về đó. Dạ. Còn rồi, con này là con trắng ngọc tai anh, cùng vùng màu zin luôn, phiên bản giới hạn luôn anh. Đây. Đó. Con này là 46.500 nha anh. Rồi, tiếp theo luôn em. Con này đây. Là màu xanh GB anh. Màu xanh GB. Con này là 46 triệu, rẻ hơn mấy cái con kia một xí. Con này hồi đợt trước video thì chưa có đâu, nhưng mà giờ mới về này. Cặp mâm zin nha,
màu này thì không khác khác lại gì với cái các bạn này nha, nhưng mà nó mới cái là mấy cái màu này nó mới đổi lên nè. Dạ. Tại vì mới phiên bản mới đúng không em? Đúng rồi anh, phiên bản mới màu mới nè. Đúng rồi. Còn như con mấy cái con 150 thì nó xanh hết từ đầu đến cuối luôn, nhưng mà cái con này nó thêm vào cái điểm nhấn như mấy cái này là điểm nhấn này. Đấy. Xanh mờ mờ vậy ha. Dạ đúng rồi. Phiên bản nó mới nhìn nó đẹp hơn. Và bên hiện có màu đen xám nữa mà đang ở dưới kho chưa lên đó các bạn. Có màu đen xám nữa. Đấy. Rồi tiếp theo thì cho anh xem là mệt kinh luôn em ơi. Dạ ơi. Đó, mệt kinh cũng có luôn nha anh chị các bạn mình. Dạ. Như Accenter 150 mình còn không em? Còn anh đang ở dưới bài luôn á, chưa có ráp lên đấy. Giá hiện tại nhiêu? Ad 150 giá đề xuất bên em là 42 triệu anh. Mua góp phải trả trước từ 4 triệu trở lên là lấy xe về rồi nha. Là màu gì em? À, có màu đen này, màu đỏ này, màu trắng đỏ này. Nhiều màu lắm, các bạn rồi. Cứ inbox cho Hiền gửi cho nhá. Con này thì con mới kinh, người ta thường gọi là Ad á, Ad nhập khẩu Indo nha. Con này giá đề xuất bên Hiền là 43.500.000. Con này là màu xám xi măng, màu này là màu 3D nhá các bạn. Đây, có cái giò đạp kìa anh chị các bạn. Đúng rồi, con này mới kinh thì nó khác với Ad 150 là có cái giò đạp. Ad bên Việt Nam sản xuất là không có cái giò đạp nha các bạn. Còn đây là màu xanh xi măng này. Màu này là giá 42.500.000 nha các bạn ơi. Mua gói thì trả trước cho Hiền từ 4 hoặc 5 triệu rồi hốt xe về nha. Rồi, rất đẹp luôn nha. Dạ. Đây có trước mắt là có hai màu nè. Dạ. Còn màu nào nữa không em ơi? Có anh ơi, có màu nhìn được 60 năm luôn mà đang ở dưới kho. Tại vì hiện tại hôm qua bán hết rồi nên chưa ráp lên được á. Anh thấy trống xe quá trời luôn. Qua mô tô, đây còn mô tô này nè. Vì mô tô quay mô tô luôn nè. Hỏi mô tô này hổng giờ có bạn nào hỏi không em? Trời ơi, hôm chủ nhật em bán cháy hàng luôn á anh. Dạ. Bên anh Mì đặt lịch anh Mì rồi không á. À, hôm bữa em bán một cái con màu đỏ đó. Em có đăng lên đó. À. Dạ. Giá đề xuất bên Hiền là 67 triệu nha các bạn. Mua góp thì trả trước cho Hiền từ 20 triệu trở lên nha. Đây. À, thông báo cho các bạn là các bạn muốn mua góp và nhận được vẹt gốc thì các bạn cứ trả trước cho Hiền từ 40% trở lên là nhận được vẹt gốc luôn này nha. Và giá xe rất là giá lãi suất á, nó ưu đãi không có chênh lệch với giá xe bao nhiêu đâu, từ nếu mà góp nhận cả vẹt gốc á thì lãi suất nó ra tầm 2 đến 3 triệu thôi à. Rất chi là ok cho mình mua cái xe phân khối lớn như vậy. Ở đây thì mình còn cái màu nào nữa không em? Có màu đỏ anh, màu đỏ mà đang ở rất kho, bây giờ em bán hết rồi. Màu đỏ có cái đường đua này anh. Giờ mà các bạn mình nếu mà muốn mua màu đỏ thì mình có không? Có chứ, đang ở rất kho chưa có ráp lên anh. Rồi ok. Chưa có ráp lên á, tại vì mấy ngày Tết là bán nhiều quá nên ráp lên chưa có kịp á. Xe bây giờ 150G nha anh chị các bạn mình nè, mẫu mới. Đó, có trang bị ABS nè và thắng phuộc upside down. Và thiết kế thì trông rất là đẹp luôn, đẹp hơn cái mẫu cũ nha. Cái đầu đèn thì thiết kế y chang như là CBR 250GG G anh chị. Rất là đẹp nha, rất là gọn luôn. Các bạn nào đam mê thì mình cứ tranh thủ nha, liên hệ ngay qua số điện thoại trên màn hình để được cập Hiền nè. Anh, SH luôn này, quay luôn không? Còn con đây nè. SH luôn hả? Đang ở dưới kho mà, còn con này mới ra màu đen này. Đen này là SH125 nha các bạn ơi. Các bạn thấy đẹp không? Giá xe đề xuất bên Hiền là có 77 triệu thôi ấy. À, nó có màu trắng, màu đỏ nữa, nhưng mà bên Hiền đang ráp luôn, bán chạy hàng hết rồi. Đây em ngồi cái Hiền, em ngồi chắc ngồi nha. Em ngồi thì... Xe đẹp mà người cũng đẹp nữa. Đẹp không các bạn? Bạn nào qua mua xe thì inbox cho Hiền nha, Hiền sẽ giảm giá xe cho mình nha. Rồi, ok nha. Ngoài ra thì bên cửa hàng cũng còn rất là nhiều dòng như là xe tay ga nè, chẳng hạn như là Vision nè, AB nè, SH Ngo cũng có luôn ha. Dạ. Và trong kia cũng như là Sigurd nè, Way và Future cũng có luôn, có tất cả những dòng xe. Đúng rồi. À, các bạn mua xe thì cứ liên hệ trước với Hiền nha, qua số điện thoại 0704 838 762 nha. Mình là Thu Hiền nha, tới thì cứ đọc bắt Thu Hiền hoặc là cứ inbox trước cho Hiền đặt lịch á, thì Hiền sẽ giảm giá tiền xăng xe đi lại cho các bạn và giá xe tốt nhất nha. Các bạn cứ inbox cho Hiền rồi Hiền sẽ hỗ trợ các chương trình khuyến mại, tặng quà rồi là hỗ trợ góp cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng với Thu Hiền trong các thời gian vừa qua. Và sắp tới Tết rồi thì kính chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và luôn đồng hành cùng Thu Hiền năm 2022 tiếp tới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.